Vâng, và đây là phần ruột gan của con máy 20 2030 mà dành cho anh Thư. Như hôm trước em cũng nói là con 2030 thì cái le của nó nằm ở đây này. Đây, cái phần le của nó. Hàng này em đã cắm điện từ đêm hôm qua nhé, xuyên táo đêm hôm qua rồi. Vặn đến lúc 10 giờ. Đánh vào loa Kewin Vega 120 bát 30. Dùng nhà luôn. Lọc xì nhiều không các bác? Tách kênh rồi, đều tăm tắp. Rồi, ok, em lắp vào nhá, rồi đóng hàn đi cho bác luôn. Chắc là mai bác nhận được thôi. Thank you anh em.